sư và để chúng đồng niệm danh hiệu bổn sư. Ba lần trước khi chúng ta vào thời Phật thoại chiều hôm nay, chúng con xin thỉnh đại đức và đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Thật là một phút duyên lành cho đạo tràng của chúng con. Cách đây 3 năm, chúng con có duyên được tháp tùng cùng thượng tọa Thích Chân Tín sang Canada để làm Phật sự, và cũng có duyên để đến thăm tu viện Trúc Lâm Tây Thiên cũng như từ chùa Trúc Lâm ở tại thành phố Edmonton, và chúng con cũng đã được chiêm ngưỡng hòa thượng và nhân nhan của thầy, và chúng con đã có lời nhã ý để thỉnh thầy, và thầy cũng hứa cả những vì sức khỏe và Phật sự. Hôm nay hội đủ duyên lành đạo tràng chúng con lại được cung kính đại đức giảng sư ở tại ngôi đền Phật đường Hoàng Hoa của chúng con. Đây là một phút duyên lành rất lớn cho hàng đệ tử của chúng con ở tại Úc Châu và ở tại Melbourne nói riêng, ở miền Phật đường Hoàng Hoa của chúng con. Chúng con không biết lấy làm gì hơn chỉ biết thành kính tri ân thầy và nghiêm trang tỉnh thức chánh niệm để nghe những lời giáo huấn của thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con ngưỡng mong đại đức vì lòng từ bi tiên hương pháp thoại cho chúng con được ơn trên công đức. Nam mô Hoa Điện Đại Bồ Tát. Nam mô nãy giờ đi vòng vòng kiểm tra dân tình, thấy là các bạn trẻ, các em nhỏ cũng đông lắm. Thì nếu mà các em ngồi đây mà các em không hiểu gì hết thì cũng tỏ, thì xin đại chúng hoàn thiện và đón xin hạnh phúc. Good evening, my dear brothers, sisters and friends. Today is November 3rd, 2015. I have a chance to visit Melbourne, and also a chance to visit this temple, Hoàng Pháp Temple. And I would like to take this first 10 minutes to share with you how to practice the Dhamma. Because when you go to this temple, and this temple named Hoàng Pháp. Hoàng means you have the responsibility to spread out widely
the teachings of the Buddha. Pháp doesn't mean France. Pháp means the teachings of the Buddha. Dhamma. Okay. Dhamma is the original word from Pali, from Sanskrit. Dhamma means the teachings of the Buddha. In Vietnamese, we used to say Pháp. That's why when you take the three refuges, you take refuge in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Dhamma means the teachings of the Buddha. And because we benefit from the teachings of the Buddha, and each of us, we have a responsibility to bring the teachings of the Buddha to spread out as much as we can. Each of us, you don't have to wait until you ordain as a monk, but we need to live and practice in such a way that we're able to bring the teachings of the Buddha widely, reality, in our daily life, to everyone that we have a chance to meet. Let's say if you go to your school, your friends will ask you, what is your faith? And you will say, I am Buddhism. And they will think, oh, Buddhism is a religion. Buddhism has a Buddha. And what else? I just bow the Buddha. That's it. That's not enough. Our faith, our belief, but not, we do not stop right now. But we have to practice in such a way to make our faith stronger and solid. And what is that? Transform yourself. Transform your negatives. In other words, correct your mistakes. When you're able to correct your mistakes, and you also cultivate the goodness, people will recognize or benefit and affect from you. So how to give talk? How to spread out the Dhamma? Try to practice 5 things. Between human and human, we try not to hurt each other. We do not hurt each other by the way we behave, by the way we talk. That's 2 things. Usually every day, how we communication, we keep the communication based on the conversation. And we need to be very careful with all the words we use. Because words can make people happy, words can make people suffer. Therefore, each of us, we have the responsibility to bring the teachings of the Buddha widely to everyone. And how? Live the life meaningful. Try to avoid bad things. Try to do good things and purify the way you think. If you look at the statue here, on right on the my right hand side, and this Bodhisattva sits on the white elephant with the 6 tusks. Why 6? Why usually you see the elephants only have 2 tusks? But how come this elephant has 6? The 6 tusks symbolize for the 6 practices that you're able to cultivate to help others. Keep the rule. If you are driving, you have the rules to drive. If you live in this country, there are rules to obey. If you go to school, there are rules in school that you must follow. So every single place where you go, there are rules and disciplines you need to follow. And if you're able to follow the rules, the regulations, you keep safety for everyone, for yourself, and you already, you don't have to declare, I'm helping others. But the way you keep the rules is already helping the others. That is the first things we need to practice.
Second thing we need to practice is to be patient. One of the secrets to success for your study, for your career, for your life is to be patient. Without patience, you cannot do anything. And what is patience mean? To accept and to help. When you have a very hard person to deal with, try your best to deal. And that's called patience. Let's say when you want to cross the traffic light, when you see the yellow light already turned on, or the other hand, the other side, they have the hand to stop you like this, do not try to overcross. That may cause the accident. So stop by, stand, wait for another light. There's no rush. Sometimes just because a minute, a second of rushing, without patience, you may be dying. You may be cause a lot of problems. Sometimes if you're able to keep yourself, calm your anger, just for one situation, for another, for 1 minute, you save a lot of environment in your family, a lot of breaking in your communication. Keeping the rules. To be patient. What else you can do? You can practice giving. Yesterday, we present a gift to the happy reception owner. And in that picture, in that portrait, there is the word, living is to give, is not only to take. You will be very happy to give. And you will see how happy when people give, when people receive. At first, you think there's nothing to be happy or giving. But if you meet someone who needs your help, and you're able to help them, you're able to give, you will see their joyful, their happiness, and you're happy a lot. Why you can give? Because you have extra, that's why you can give. And remember, the more you give, the more you receive. This is the law. That's why when you bow the Buddha, when your head totally touch on the earth, open your hands. Open your hands, because opening your hands symbolizes for you open your heart. You open to your heart and you're willing to give. You're willing to spread, to express, and you will receive. And also you need to be very mindful every day on your daily life. What is mindful mean? Thinking carefully before you do something. Let's say if your friends encourage you, insist on you to smoke, and you know smoking will cause sickness, you're able to refuse right away. You don't have to worry, people will laugh at you. Your friends will laugh at you. Their laughing will not affect, because we know clearly smoking will not cause any health. When you refuse to do something because you have reflected carefully, is this the right thing to do or not? Let's say when you go to the, when you are driving and you see there is a traffic light, right? What will happen when you stop? You stop on the red light. You continue to go on the green light. And you slow down on the yellow light. That's why they call traffic lights. Our daily life, we need to have the traffic lights. Sometimes we need to go, sometimes we need to stop. Sometimes we need to slow down in order to balance everything in our daily life. Right on the street, right at the traffic lights, you already can meet Buddhism. You already, when your friend will say, go, go, it's yellow, you can go. No, 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 slow down. You give them a Dhamma talk right away. Why you need to rush? It's already tower, slow down. Sometimes you need to stop everything in order to rest, relax.
at night you like to turn off the lights. Lay on bed, sleep well. Then why don't we learn sometimes to shut off everything that has been? Someday you need to turn off your cell phone to have a good rest. You don't have to sit with your cell phone every single minute. Sometimes you don't have to text your friend every single minute. Let them have some time to free the same as they allow you some time to technology only to serve us, not to train us to become their servants. If you're able to do that, you are mindful of technology. You are mindful of your body, your health, and your life. That's called meditation. Meditation means you're able to stop and reflect carefully what you're supposed to do, what you're supposed to talk, to say. If you realize it's all of correctness, right? Try your best to do this. We call it diligence. Do not be lazy, because lazy will not bring you to anywhere. Only for people who are diligent will move on in their life. And of course, the last one is insight or wisdom. That's why on the other side you have another bodhisattva sit on the blue lion. Blue symbolizes strong and courage. White symbolizes more clear tranquility. The six tusks of the elephants symbolize for the six practices which I wish. Giving, patience, following the rules, meditation, diligence, and wisdom. And why we use strong animals symbolize your encouragement. Never renounce, never refuse, but always try your best to move on. If you're unable to continue, you can use the stick just to stay there and rest. When you are okay, you can move on. You go to one fat temple. That means every one of us will have to have the responsibility to bring the teachings of the Buddha in touch everyone's heart by the way we live, by the way we talk, and by the way we think. Is that clear? Thank you so much for your listening. So now you have to know that this kind of job is not only the monks. We all have a job to do. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, quý vị sư và quý toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2015, phải không? Theo lễ của thành phố Cao Bình này, hôm nay gọi là Cao Bình Pháp. Cho nên tối hôm nay chúng ta hiện diện đầy đủ tại ngôi chùa Hoàn Pháp này, tại thành phố Melbourne, tỉnh bang Victoria, Úc Đài Loan, trong buổi nói chuyện chiều nay. Và lời đầu tiên, Pháp Hòa kính thăm sức khỏe tất cả quý vị. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có đói bụng không? Đói thì mình hỏi hướng. Kính thưa đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta có một câu: hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài. Hoằng pháp
tức là dụ vậy đó, cái giáo pháp và có nói rằng á, có những chúng sanh mình cũng giống như vậy, làm lỗi một cái điều lỗi nhỏ rồi, rồi thì bây giờ nó thôi, đằng nào tôi cũng phạm tội rồi, con làm luôn lại đi tội lần luôn cho nó khỏe, đó, giống như mình đi chơi, xin ba má đi chơi, đi về trễ một tiếng, cái mình nói thôi, đằng nào cũng trễ về cũng bị chửi, thôi thì đi chơi tới sáng đi về bị chửi một lần luôn, còn nhỏ mình hay có như vậy phải không? Cũng giống vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái cách hoằng, cái cách mà chúng ta chữ hoằng là gì? Chữ hoằng là chúng ta làm rộng. Cho nên có nhiều khi ta nói hoằng dương, chữ dương là sao? Dương là dương cao đó. Hoằng dương có nghĩa là hoằng dương Phật pháp, nói cho đủ là bốn chữ. Hoằng dương Phật pháp tức là đưa cao Phật pháp lên và làm rộng ra mọi người. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận để hoằng pháp. Hoằng pháp bằng cách nào? Bằng cách chúng ta sống. Người Phật tử chỉ cần giữ tam quy ngũ giới là một cái hình thức thôi. Cho nên tại sao trong chùa chúng ta treo cờ Phật giáo? Tại vì cái lá cờ Phật giáo có năm màu, mà năm màu là tượng trưng cho năm giới. Năm màu là tượng trưng cho năm giới. Mà đại chúng có tưởng tượng nếu năm châu, năm màu còn tượng trưng cho năm châu. Nếu mà năm châu này mà giữ hết năm giới này thì có phải là cả một thế giới hòa bình không? Cho nên mình treo cờ. Treo cờ tức là mình đưa cái ngọn cờ năm giới này lên, cho mong rằng cái ánh sáng của năm giới lan tỏa năm châu để mọi người sống chung hòa bình tốt đẹp. Cho nên mình có năm cái màu nhỏ nhỏ, nhớ không? Lá cờ năm cái sọc to vậy, ở dưới nó có cái nhỏ nhỏ, cái đó gọi là tổng hợp. Tổng hợp có nghĩa là nếu như mọi người biết xê xích nhường nhịn một chút thì chúng ta sống giống như hiện tại chúng ta đang ngồi này. Một mình cả gian sang. Nhưng mà nếu nhiều người, mỗi người dích một chút, nhường một chút, nhiều cũng vô. Cho nên trong kinh Di Ma Cập nói rằng Bồ Tát, cái nhà của ông Bồ Tát Di Ma Cập rất nhỏ, nhưng mà mấy chục ngàn Bồ Tát vô ngồi đó được hết. Cái chuyện đó không có. Mình nói chuyện miracle, amazing, không bao giờ có, nhưng mà sẽ có nếu cái lòng của chúng ta mở. Lòng chúng ta mở thì chỗ nhỏ cũng thành rộng. Nếu lòng chúng ta không mở, cái chỗ rộng nó cũng thành bé. Có nhiều chỗ rộng vô cùng nhưng mình lọt không được, mình vô không được. Nhưng mà cái chỗ mà cái lòng người ta lớn, người ta rộng, người ta vì việc chung thì người ta không nệ gì. Cho nên đó, cái chữ hoằng là rộng. Vậy thì thế nào mà chúng ta hoằng truyền Phật pháp cho rộng? Một buổi giảng của quý thầy không đủ. Một buổi cho dù bây giờ mình có 100 thầy đi giảng cũng không đủ so với thế giới này. Con người này quá khổ, nhiều khổ quá. Thì mỗi người chúng ta hãy là một cán bộ đi hoằng pháp. Có những Phật tử không biết hoằng pháp gì hết, không biết nói pháp, nhưng mà lặng lẽ làm việc. Lặng lẽ làm việc, và cái hình ảnh lặng lẽ làm việc đó là hình ảnh của kim cang mật tích. Quý vị có tụng công phu sáng chưa? Ở trong đó có câu đó, kim cang mật tích trình sơn trì sử, nhớ không? Kim cang là những vị thần, nhưng mà những vị thần này có hộ trì Phật pháp, nhưng mà người ta luôn luôn ẩn giấu, gọi là mật tích. Tích đó là dấu vết, tên tuổi. Cho nên người ta sao ta ẩn mà kim cang mật tích. Nhưng mà cái việc làm của người ta là sao? Có những người khiêng núi, gọi là kình sơn trì sử, cầm những cái cây chài nhỏ nhỏ. Có những người làm việc rất lớn, như là ôm cả một ngọn núi, khiêng cả một ngọn đồi, nhưng mà mình không biết họ là ai. Có không? Trong cuộc đời của chúng ta có những người, người ta giúp cho mình nhiều lắm, giúp rất nhiều, nhưng mà người ta thầm lặng không hề biết người đó là ai. Họ là những người anh hùng không tên tuổi, đi vô cùng, đi mãi mãi cái thời gian. Họ sống hoài, sống mãi trong tim mình, mà nhắc tới họ là mình chỉ chắp tay và đảnh lễ. Tại vì họ là những người kình sơn trì sự. Nhưng mà những người đó ít không? Không có ít. Họ biến hư không giới, biến khắp cả pháp giới này. Mà nếu chúng ta có cặp mắt của hoằng pháp, của lợi sanh, thì chúng ta thấy được.
cái chị này nè, không có biết làm gì, tối ngày vô đây rửa chén không à? Họ không rửa chén đâu, mình ăn. Vì cái người mà rửa chén là lợi sao? Nấu cho người ta ăn bữa chay là lợi sao? Lợi sanh là gì? Tức là làm lợi cho chúng sanh. Mà nếu chúng ta có cách sống hoằng pháp, có cái tâm hạnh lợi sanh, là chúng ta thực hiện đúng bốn cái điều mà Bồ Tát cần có. Đó là bố thí, rồi gì nữa? Ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Lợi hành có nghĩa là cái gì lợi cho người thì mình làm, cái gì mà lợi cho người thì mình phải làm. Mà chính vì muốn lợi cho người cho nên mình phải đồng hành. Đồng hành là gì? Mình nhập chung với người ta, mình lại, chứ không phải mình ngồi chỗ mình biểu. Đúng không? Cho nên á, cái người tu sĩ Phật giáo, tại sao lúc vô chùa tu là một chú tiểu cực khổ, nấu cơm, xách nước. Hồi xưa nha, nấu cơm, xách nước, rửa củi, quét nhà, hầu thầy, làm tất cả các việc. Rồi bây giờ quý vị thấy các thầy mà ra hải ngoại này nè, một vị thầy trụ trì đóng tất cả các vai, bon 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 thầy đóng vai chủ lễ, rồi bon 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 thầy xuống đóng vai người đó ăn, Phật tử đi về hết bắt đầu thầy đóng vai ô xin, thầy đi dọn nhà, thầy đi sắp dép, thầy đi rửa chén, thầy làm tất cả các. Nhưng mà chính cái đó nó mới tạo nên một người tu sĩ đúng nghĩa. Tại vì tu sĩ là gì? Là người chỉnh sửa. Chúng ta cũng là tu sĩ. Chúng ta cũng là tu sĩ. Mình đừng có nghĩ là tu sĩ là những người mà đi cạo đầu mà. Tại vì chúng ta sĩ là người, tu là sửa. Chúng ta đều là những người đang cần sự tu sửa cho mình. Cho nên những gì mà chúng ta làm mỗi ngày, ví dụ như mình khuyên, mình giải thích được cái điều gì làm thiện cho ai, cứ giải thích, phải không? Rồi mình khuyến khích ai làm được điều thiện gì cứ khuyến khích. Rồi mình sấn tấn, tức là siêng năng người ta được mình cứ làm, mình tiếp tục người ta được cứ làm. Cho nên một bài pháp của Phật đủ bốn thứ: giải thích, thuyết phục, sấn tấn, rồi gì nữa? Khuyến khích. Thì bây giờ mình không làm được bốn cái, mình cứ lựa. Và thật sự làm được, nhưng mà tùy lúc đó. Có lúc mình khuyên, người ta đang giận quá mình khuyên, không có nói thêm nha, không có được nói thêm, mà phải nói ngược lại cái điều người ta đang giận, để làm cho cái cơn giận này là xuống. Người ta đang giận quá chừng, mình ngồi nói tôi nói rồi, chị em tin tôi, giờ chị sáng mắt chưa? Chưa đâu, còn nữa. Mình nói như vậy có nghĩa là mình làm gì? Mình làm cho cái cơn giận người ta phừng lên nữa. Cái đó cũng là trợ duyên, nhưng mà trợ theo cái chiều bất thiện. Không có khuyến khích được người ta, không có sắp tấn được người ta. Cho nên mấy em nhỏ khi mà nó có cái tâm thiện, nó muốn làm điều tốt cho quý vị nên khuyến khích. Chẳng hạn như đứa nhỏ đó, lúc mà nó còn nhỏ, nó đi trên đường ở ngoài sân, nó thấy con kiến đang bò bò, nó chạy, nó rượt, nó đạp. Cái mình vỗ tay, mình nói, hay quá, trời ơi, con giỏi ghê vậy đó. Nhưng mà mình đâu có biết cái đó là mình đang khuyến khích cái bất thiện của nó. Mình nói một con kiến mà từ nhỏ mà con kiến mắc mớ mình tới nó mà nó giết. Vậy mà nó thấy con kiến nó chạy theo. Quý vị thấy không? Rồi ví dụ như mỗi lần mà ai làm cái gì trật sai, nó cung tay nó đấm. Cái mình vỗ tay mình đã đánh nữa đi con, đánh mạnh lên con, đánh mạnh lên. Mà mình không biết là mình đang khuyến khích cái bất thiện ở trong lòng mình. Đó. Rồi nhiều khi trong cái vô tình mình dạy con mình. Cho nên á, trong cuộc sống hàng ngày của mình, mỗi người chúng ta đều là một cán bộ để chúng ta hướng dẫn mọi người xung quanh mình sắp tấn. Thí dụ như cái vị đó, người ta nói trời ơi tôi bệnh quá mà tôi không có thể đứng lên lại xuống lại phòng được. Mình nói ô không sao, ngồi ở trước bàn Phật xa. Người nếu mình nói không được lại Phật mà đầu không sáng tội hết, cái thì mình cắt người ta, mình không có khuyến khích người ta tu tiến. Bây giờ mình sắp tấn cho người ta,
cái người kia nói trời tôi ăn chay mà tôi thèm quá chừng không biết làm sao đây, không bây giờ chỉ ăn nửa ngày được không, bây giờ ăn một ngày ăn không được ăn nửa ngày, ví dụ mình khuyến khích người ta ăn buổi sáng. Rồi có nhiều người ta nói trời ơi tôi ở nhà con cái gia đình tôi không ai chịu ăn chay hết, cái mình khuyến khích người ta, mình sắp tấn người ta, mình giải thích cho người ta, mình chỉ dẫn người ta, mình nói em nói chị nghe bây giờ một ngày chị nấu 5 món đó không, à món canh thì chị phải bầm miếng tôm vô, rồi cái kia chị bỏ miếng thịt, giờ chị trộn dĩa xà lách không có mấy cái đó, trong 4 dĩa có một dĩa chay nhưng mà chẳng tuyên bố là chay, quý vị thấy không? Cho nên mình phải khuyến khích người ta. Rồi thí dụ như bây giờ á, mấy cái đứa nhỏ đó cũng vậy, thí dụ như nó đi tối trước khi đi ngủ mình khuyến khích nó xá Phật một xá, 2 xá, 3 xá gì đó. Rồi bây giờ cái người bệnh mình vô mình thăm bệnh như vậy, mình thay vì mình nói bác niệm Phật theo con nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà niệm xong rồi nó muốn đứt hơi thì chết sớm rồi. Phải dạy ta niệm theo hơi thở cái bệnh tình của người ta. Có một lần cũng mà vô thăm bệnh một ông cụ thì có quà niệm A Di Đà Phật, ông niệm đâu được 5 lần cái thấy ông mệt, cái mình để ông nghỉ, nghỉ chút cái mình khuyên ông niệm thêm câu nữa thôi, mà mình ngồi đó một tiếng đồng hồ chơi với ông thì ít nhất ông niệm cũng được 20 lần, còn đỡ hơn không có câu nào. Nhưng mà mình phải linh động trong cuộc sống, quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, cái cách thuyết pháp của chúng ta là khuyến tấn, giải thích cái gì ta không hiểu mình phải giải thích, mà khi mình giải thích rồi đó người ta sẽ hiểu. Như nãy có Hòa nói với mấy em nhỏ, tại sao Bồ Tát phải ngồi trên con voi? Bởi vì con voi là một cái con thú rất là mạnh, rất là khỏe, nó có thể đi lăn xả trong chiến trường. Người tu của mình, cái hạnh tu của mình, cái nhẫn nhục của mình, cái kiên trì của mình phải vững chãi như con voi đi trong cái sự đời. Tại sao thường thường voi có 2 ngà chứ voi này sao 6 ngà? Bởi vì 6 ngà là tượng trưng cho lục độ, là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ, là tinh tấn. Nếu như mà mỗi người chúng ta ai cũng ứng dụng 1 trong 6 độ này trong cuộc sống thì mình lăn xả trong đời dễ dàng. Tại sao Văn Thù Bồ Tát ngồi trên con thanh sư? Bị con sư tử là gì? Sư tử là chúa của muôn loài trong các thú, phải không? Cho nên con sư tử, thì con sư tử là tượng trưng cho trí tuệ. Mà tại sao không màu gì mà màu xanh? Màu xanh là màu tượng trưng cho dũng lực, kiên trì, trẻ trung. Vậy thì 2 Bồ Tát hầu Phật Thích Ca, Quang Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện. Mà đã có trí tuệ, có hạnh nguyện đi trong đời thì giống như mình cởi trên 2 thú đó vậy. Tuy không cởi thú nhưng mà mình có cái học được cái cách dũng mãnh của nó. Ai dám tới gần sư tử, phải không? Thì cũng như vậy, người có trí tuệ ma vương không giữ hại. Trí tuệ là gì? Tức là cái nhận định cho sáng suốt. Thế thì chúng ta nói xong cái mình giải thích. Rồi bây giờ ví dụ như ta nói tôi á, không có thích lại Phật, mắc gì lại cái cục đá đó? Không, tuy nó là cục đá nhưng mà có hình ảnh của Đức Phật là một cái biểu tượng, cái tướng ở bên ngoài để mình hướng cái tâm. Và khi mà anh lại Phật xuống như vậy, nghĩa là anh đang dẹp dần cái bản ngã của mình. Tại sao không lại Phật sát, lại Phật sát xuống? Không có cái thấp nào bằng mình hạ thấp cả chính con người mình xuống. Mà chính khi mình hạ thấp trọn vẹn con người mình xuống thì lúc đó mình đang ở cái phẩm vị cao tột. Cái đó gọi là giải thích. Rồi khuyến tấn cho người ta làm. Mà cái gì cũng vậy, có giải thích là có make sense, có lý. Mà có người ta nghe có lý thì ta theo. Ví dụ như mình gặp người ta không chịu ăn chay, tội chết nha, tối ngày có ăn thịt ăn cá hoài đi nghe, nghiệp chướng nặng nề lắm, không bao giờ độ. Mắc cái gì mà phải nói như là ăn mặn rồi nghiệp chướng nặng nề? Vậy thì cả thế gian này là nặng nề nghiệp chướng hết sao? Thiếu gì câu tập ăn chay á, thứ nhất là bổ dưỡng cho thân thể của mình, không, thân thể mình nó nhẹ nhàng, bớt bệnh, giảm mỡ, da đẹp.
ta chưa có chịu tu mà mình cũng tối ngày xử quả người ta bị chướng nặng nề, em vô minh nhớ tối ngày quy hoài chứ nghe đó không có. Có nhiều khi một ngày mình bị người ta mắng mấy lần vô minh vậy đó, phải không? Cho nên á, mình mà độ sanh như vậy, mình đi nói như vậy, mình biết như vậy thì không phải là người biết hoằng pháp, mà cái đó kêu hoằng hoại. Cho nên thưa đại chúng, ngay cả người ta, thí dụ như bây giờ mình, người ta không có chịu niệm Phật, mình cũng không mắng mỏ ai hết, mình chỉ làm một cái bổn phận là khuyên thôi, còn người ta có làm hay không cũng tùy. Xin lỗi, nhiều khi con mình nói chưa nghe, người nhà mình nói chưa được, làm sao người dân mình nói xong. Nhưng mà nếu mình đủ cái duyên, đủ cái đức, và đồng thời nhiều khi cái người đó không nghe là bởi vì người ta lỡ trong cuộc đời, thiếu cái duyên, người ta không gặp được những người lành, người thiện, người ta toàn gặp cái gì đâu không, thì từ đó cái tâm bồ đề của người ta bị thối, cái tâm thiện lành người ta bị lui sụp, mà nó dễ người ta. Cho nên cái người mà khi mà họ đã bị thất vọng rồi đó, cái người mà người ta đã nhiều lần thất tình rồi, người ta sợ yêu chứ. Tại vì sao? Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Và trong cuộc đời có nhiều khi người ta đau khổ quá thì người ta lại sợ, người ta bị lường gạt quá người ta sợ, cho nên mình mới tới mình khuyên người ta bố thí thì người ta không có chịu làm, của mình nói bởi cái người này có duyên phước, bố thí mà không chịu bỏng sẻ dữ lắm. Nói vậy làm sao mình độ được ai? Cho nên đôi khi mình phải thông cảm, có những người trong cuộc đời không phải là người ta không từng làm thiện, đã ta từng làm thiện rồi, nhưng vì trong cuộc đời người ta lỡ ta gặp những cái điều không hay ở một cái người nào người ta tin tưởng vân vân, rồi từ đó tâm người ta tối tăm. Thì bây giờ muốn tưới tẩm là một cái cây khô đâu phải dễ. Thế một cái thí dụ một cái bình hoa mà nó héo mà quý vị muốn ngâm trở lại là để vô trong nước một buổi nó mới từ từ nó đứng lên, chứ đâu phải là để vô nước mà nó đứng lên, có phải không? Rồi bây giờ quý vị tưởng tượng cái người mà bị tiểu đường, khi mà đường nó xuống đâu phải ngậm cục đường cái nó tỉnh queo liền, 15-20 phút sau đường nó điêu đắp mình nó tỉnh trở lại. Huống chi là cái tâm của một con người khi đã thối thất, khi đã chán chường giữa những con người mà họ tin tưởng. Cho nên á, hành đạo không có phải dễ, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta ở cái chữ kiên trì. Cho nên một cái đức tánh của người hoằng pháp là gì? Phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn. Cho nên chúng ta phải học cái hạnh của ngài Phú Lâu Na. Quý vị nhớ ngài Phú Lâu Na không? Ngài Phú Lâu Na là được mệnh danh là người thuyết pháp giỏi nhất trong những người đệ tử Phật. Mà khi ngài đến một cái làng đánh cá đó ngài độ, thì trước khi ngài đi mà Đức Phật còn nhắc nhở trước, thầy Phú Lâu Na, hôm nay ngài đi đến cái làng đó, thầy có biết là cái làng đó người ta dữ lắm không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Rồi thầy ngày thầy tới thì nói mà người ta chửi thầy sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con thấy người ta vẫn còn hiền, vì người ta mới có chửi con thôi, chứ người ta chưa có đánh con. Rồi người ta đánh làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy họ vẫn hiền tại họ đánh con thôi, chứ họ chưa chém với họ. Nở rủi ta chém ông thì sẽ chết rồi sao? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy cũng tốt, tại vì con chết cho chánh nghĩa. Cho nên mình phải lấy, mình phải học cái hạnh mà một quý vị biết á. Mình muốn đi khuyên người ta làm điều thiện không có phải dễ. Câu hỏi nó một cái đơn giản, quý vị cầm sổ đi xin người ta bố thí giúp người nghèo, có người sẵn sàng cho, nhưng mà cũng có những người người ta nói sao? Biết tiền này có tới không? Quý vị đi vận động về biết tiền này có tới không? Mà ví dụ lỡ người ta nói vậy, nó dạ thôi, thì nếu mà quý vị chưa có sẵn sàng thì thôi tôi xin thế. Không có buồn phiền gì hết. Tại vì sao? Thưa đại chúng, mình hãy gõ cửa trái tim trước. Gõ cửa trái tim trước khi mình gõ cửa nhà bạn. Tức là mình khuyến thiện người ta thôi. Bây giờ có chỗ khổ, tôi nói cho anh nghe là có chỗ đang khổ. Và chúng tôi đang làm một công việc là khuyên tiền để giúp điều đó. Nếu anh chưa sẵn sàng, tôi sẵn sàng. Nhưng mà mình biết rằng mình đã gieo vào lòng của người đó có nơi cần giúp đỡ. Có nhiều khi
họ nói xong rồi mai chiều mốt nọ họ về họ suy nghĩ lại hoặc họ hối hận cái câu họ nói và họ tìm hiểu rằng có thật sự như vậy họ cho mới thôi. Nhiều khi cái mà fast react, cái giận dữ, cái phiền muộn của mình ngay lúc đó lại là cái gì? Lại là cái điều không hay, bế tắc giữa mình. Cho nên cái nhẫn nhục, cái nhu hòa là phương thuốc rất tốt. Ngày xưa Ngài Hám Sơn, Ngài có làm một bài kệ khuyến tấn đại chúng, gọi là khuyến thế ca. Và Pháp Hòa nhớ mở đầu một cái bài thơ rất dài của Ngài, Ngài có bốn câu đầu. Hồng trần bạch lãng lữ thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Hồng trần tức là cõi bụi, tượng trưng cho cõi đời mình đó. Hồng trần bạch lãng tức là cuộc sống này vừa bụi mà vừa sóng gió. Quý vị tin không? Cuộc đời này sóng gió vô cùng bụi bặm rất nhiều. Hồng trần bạch lãng lưỡng hương mang. Con người chúng ta có khi bị trần bụi và có khi bị sóng gió. Nhưng mà cái gì sẽ làm, sẽ là phương thuốc giúp cho mình vượt đó? Nhẫn nhục nhu hòa thì diệu mang. Diệu mang đó là diệu phương. Diệu phương là phương pháp, là cái phương thuốc vi diệu nhất để chúng ta vượt được cái hồng trần bạch lãng. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương, nhẫn nhục nhu hòa thì diệu phan. Nếu sống được như vậy, đáo xứ tùy duyên, đến nơi nào phải sống tùy duyên tuyên nguyện, kéo dài tuổi thọ, chung thân an phận độ thời. Hết cuộc đời của mình sanh qua chung thân an phận mà. Cả đời mình an phận, sống an lành qua tháng năm ngày giờ, tức là qua ngày qua tháng một cách rất yên nhẹ. Đó là Pháp Hòa nói. Rồi bây giờ chúng ta có hoằng pháp bằng cách nào nữa? Tụng kinh. Mình không biết viết, mình không biết nói, nhưng mình tụng. Thế nào là đọc và thế nào là tụng? Đọc là mình không thuộc, mình phải dở sách ra mình nhìn theo kêu đọc kinh. Nhưng mà khi kinh mà nó vô trong đầu mình, chữ nghĩa chữ nào ra chữ đó rồi lúc đó tụng. Tại vì lúc đó tâm của mình hòa với tiếng với câu đi ra một cách ngọt ngào. Ở đây quý vị thuộc cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy không? À, bây giờ Pháp Hòa ví dụ bắt lên quý vị tụng ngọt ngào không? Còn nếu như mình không thuộc, đệ tử chúng con, thay vì ta từ vô thủy cái mình ở đâu mình xem vô từ hồi đó. Nếu mà mình thuộc đệ tử chúng con từ vô thủy thì ta vừa bắt đệ tử chúng con từ vô thủy mình ra mình từ vô thủy, chứ mình nghĩ nghe từ từ chắc ở đâu từ hồi đó. Ví dụ như là gây bao nghiệp chướng bởi lòng mê, cái mình nghe đâu mình nói gây bao tội lỗi, hay là gây bao phiền phức. Tức là mình khi mình không thuộc thì mình không tụng được. Cho nên trước hết là đọc kinh, mở kinh ra đọc chịu khó, đọc cho nhiều, đọc cho thường. Đọc kinh tốt lắm, tại vì nhờ cái thời gian đọc kinh á, cái mình không có đọc cái khác. Không, mình đọc kinh mình không có đọc cái khác. Thay vì nhờ thay vì mình mở ra mình đọc những cái phim, những cái gì mà nó không có lợi ích, mình đọc kinh. Mà khi đọc nhiều rồi á, bắt đầu mình thuần thuần mà thuộc rồi là mình tụng. Tại vì khi mình thuộc thì âm điệu của mình tụng nó ra. Bởi vì chữ nghĩa đó mình hiểu đó, thì cái âm đó nó lưu suốt cái dần, cái giọng nó làm cho người nghe cảm. Ví dụ mình tụng cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao nghiệp chướng bởi lòng, đắm trong sân tử đã bao lần, tại mình thuộc cho nên mình tụng. Trời ơi, người ta nghe và nào người ta có biết, con từ lâu ba chốn một tình giam giữ mãi con quyền ra mà người ta khổ, người ta buồn, người ta vô, mình tụng một bài kinh, người ta nghe, người ta nhắc.
tụng kinh cũng là một hình thức mà. Rồi bây giờ á, chùa không phải chỉ để đám tang không, ai vô đây xin đám cưới cũng không cho. Tại vì người ta đám cưới, người ta vô đây mình mới có cơ hội mình giảng cho người ta nghe ý nghĩa của vợ chồng phải sống sao cho đúng với lời Phật dạy. Chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều, rồi vợ chồng cùng phát nguyện sống với nhau cho tốt. Rồi mình giảng ý nghĩa chiếc nhẫn cho người ta nghe. Tại sao chiếc nhẫn hình tròn? Tại sao chiếc nhẫn là bằng vàng? Tại sao cái tên đó là nhẫn? Mình giải thích cho người ta nghe. Cho nên những cái phương tiện trong chùa làm cũng là một hình thức ngoại. Rồi bây giờ mình tạo cảnh, tạo chùa, tạo cảnh để mấy cái viên đá có những cái lời thơ. Chẳng hạn như mình đi ra cuộc đá thì mình đọc được: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khắc mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bài thơ mộng. Rồi nếu mà không nói thì ta không biết. Hỏi biết bài mộng không? Dạ biết. Rồi biết, hỏi biết thì sao? Đi đâu cho đâu cho đời mọi mệt. Mình không, bây giờ mình làm một, mình lấy một cái viên đá, mà hay gì cục đá mà để không thì cũng là cục đá. Nhưng cục đá mà có chữ nghĩa thánh thiện thì cục đá đó là lời pháp. Nó nằm đó, nhưng mà người ta sẽ đọc. Mỗi lần người ta buồn quá, người ta đi vô đi ra, người ta than phiền, tự nhiên người ta đi nghe nói, đời là mộng. Mình gá cái thân mộng, cái thân này là mộng, mình đang gá vô thôi, chung hay thiệt. Gá tức là gỡ vô chút nữa. Gá thân mộng. Thì cái thân này là mộng thì mình đang sống sao đây? Dạo cảnh mộng. Mình đang đi trong đời này là đang dạo cảnh mộng thế. Mà cái ban ngày này gọi là tiểu, là đại mộng. Cuộc đời mình là đại mộng. Còn ban đêm ngủ thì gọi là tiểu mộng. Như vậy thì ngủ thì cũng tiểu mộng, mà tỉnh dậy thì sống trong đại đại mộng. Mà không tỉnh mộng thì sống sai, chết mộng. Cho nên ngài Trần Nhân Tông gọi cái đó là túy sanh mộng tử. Sống thì sai, chết thì mộng. Cho nên gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Mình đang dạo cảnh mộng nè. Mộng tan rồi cười vỡ mộng. Cười vỡ mộng xong rồi nhớ nha, ghi lời mộng. Ôi cái gì cũng mộng. Đời anh mà thiếu em như nhà thiếu nóc, như lúa thiếu kèm, như búa thiếu kèm, như tô hủ tiếu quên thêm xì dầu. Ôi cha, bao nhiêu cái lời. Nhưng mà đọc xong rồi tới hồi mà mình hết thương nhân, trời ơi tôi mà gặp bà tôi mệt ghê lắm. Thì bây giờ gá lên mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi thì bây giờ chỉ còn có nước làm gì? Cười vỡ mộng. Thì hãy ghi lời mộng và nhắn với khách mộng. Mình cũng là một mộng, rồi mình nói với người kia là khách mộng. Gắn sao? Ghi lời mộng, nhắn khách mộng để biết được mộng thì sẽ tỉnh cơn mộng. Rồi có nhiều khi ta làm một cái hòn đá thiệt là to, thiệt là bự, ta cắt 4 câu: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen che. Cắt một cái câu rất hay trên một tảng đá: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen che. Nghe xong rồi, đọc cái câu đó rồi, ta tỉnh. Hồi nãy ta buồn, ta làm cực quá, bị chê, và ta ra ta thấy câu đó, ta hết buồn. Thì có đó, cái cục đá nó thuyết pháp không? Cho nên mình tạo cảnh chùa, mình tạo cảnh tượng Phật, mình làm những cái câu hay mình viết xung quanh cũng là một cách thuyết pháp. Cái ông đó, ông không chịu bao giờ niệm Phật hết á. Nhưng mà ông tới nhà mình chơi thường lắm, ông bước vô cửa, cái ông thấy mình để Nam Mô gì là Phật, cái ông phải đọc. No choice. Mình ghi Nam Mô như là Phật bắt buộc ông phải đọc à. Ông không thể đọc Nam Mô như Đà Lạt. Bây giờ ông không chịu đọc, nhưng mà tôi ghi câu đó là bắt buộc ông phải nhìn vô Nam Mô như Đà Lạt. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình làm được. Cái đó là gì? Cái đó gọi là uyển chuyển.
Mà cái người mà có cái tinh tế ở trong việc truyền bá chánh pháp, Pháp Hòa thưa đại chúng, cái này Pháp Hòa làm hồi nhỏ mà không ai biểu, không ai dạy. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích tụng kinh, thì Pháp Hòa nhớ nhà Pháp Hòa không có lớn, ngó ra cửa là tới. Mỗi lần mà mẹ Pháp Hòa có khách tới chơi ngồi trước cửa nhà, thì Pháp Hòa cứ lựa giờ đó mà tụng kinh. Nhưng mà trong đầu Pháp Hòa nghĩ gì quý vị biết không? Mình tụng kinh cho người ta nghe, mà phải lựa kinh nào mà cho hay, lựa kinh nào mà nhắc nhở người ta tu, mình tụng. Mà lúc đó Hòa mới có 8 tuổi thôi. Pháp Hòa mở kinh Địa Tạng ra mà tụng, mà tụng ngay cái phẩm thứ tư. Tại vì phẩm thứ tư cái khúc cuối nó có cái đoạn mà Tứ Thiên Vương hỏi Phật á, thì hỏi về Ngài Địa Tạng, thì trong Đức Phật mới nói á, nếu gặp kẻ ăn ở độc ác thời Ngài dạy rõ quả báo phải bị cái gì đó, nếu gặp người mà tiêu dùng phung phí thời Ngài Địa Tạng Bồ Tát dạy cho người đó đời sau sanh ra sẽ tiêu dùng thiếu hụt, nếu gặp kẻ cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác thời Ngài Địa Tạng dạy rõ cho người đó biết trở lại hiện đời bị quả báo. Hồi nhỏ mà đọc mấy cái đó mà còn biết cái này là dạy mình tu nè, là cứ lựa khách tới nhà mẹ Pháp Hòa đang ngồi tiếp khách là tụng, mà tụng lớn không cho bạn. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa là như vậy, và luôn luôn trong tâm Pháp Hòa là tới giờ phút này của mình. Cho nên Pháp Hòa đi tụng kinh cầu siêu Pháp Hòa linh động lắm, không có bài bản gì hết đó. Nhưng mà tới cái đám tang đó tùy lúc Pháp Hòa chuyện. Hay giờ mình tụng thầy Di Đà phải không, này xá lợi phất cực lạc gì đó gì đó, mình thấy người ta nghe chắc xa quá, ta đi tới rồi tụng một thời báo hiếu vô lan, tụng làm sao cho người con đó họ thấy được cái ân đức cha mẹ ngay hiện đời nè. Mà chỉ cần họ thấy được cái ân đức cha mẹ, họ hối hận hoặc họ biết thương cha thương mẹ, họ cha chết bây giờ còn mẹ họ lo chăm sóc mẹ, họ đã tới cực lạc rồi, họ đã gặp Di Đà rồi. Đó là cái cách mình biết Di Đà cho người ta nghe, chưa chắc người ta đã nhận ra, tại ta thấy cái đó nó xa quá. Nhưng mà Di Đà chính là cha mẹ mình chứ ai đâu. Bằng chứng là quý vị nghe câu chuyện mà cái người con mà đi tìm Phật rồi đi ra đường hỏi tất cả mọi người, tôi muốn tìm Phật, có ai biết Phật đó không chị? Thì có một vị hòa thượng nói, bây giờ con quay ngược trở lại, con đi theo con đường này, con tới con đường đó có một cái nhà, rồi con gõ cửa cái nhà đó, nếu người nào ra mở cửa cho con mà người đó mang hai chiếc dép ngược thì người đó là Phật mà con muốn. Ông đi theo con đường hòa thượng chỉ, ai ngờ đó ông đáo trở lại đúng cái nhà đó. Gặp trời lúc đang khuya, ông gõ cửa, mẹ nghe tiếng mừng quá, bước xuống giường xỏ hai chiếc dép lộ ngược ra mở cửa cho con. Thì khi người con mở ra nhìn thấy mẹ, nhìn xuống chân mẹ thấy hai chiếc dép, người con quỳ xuống mô Phật, bây giờ con thấy Phật của con rồi. Và như vậy cho nên á, mình thuyết pháp nếu mà mình biết cách thì mình sẽ biết rằng á, tụng kinh cũng là thuyết pháp. Rồi mình làm gì nữa, mình tạo cảnh, tạo chùa, tạo Phật cũng là thuyết pháp. Mình viết những cái lời hay trong bút pháp là thuyết pháp. Rồi gì nữa biết không, in kinh, ấn tấm, in dĩa đem cho, in những cái gì pháp cho là thuyết pháp, gọi là hoàn pháp. Bởi vì chữ hoang la rỗng. Pháp Hòa thưa nè, bây giờ nếu như Pháp Hòa đi Canada Hòa nói chuyện và Phật tử có thu mà chỉ phổ biến ở trong cái chỗ, cái chỗ Pháp Hòa thôi, thì quý vị có biết Pháp Hòa là ai không? Nhưng mà nhờ Phật tử ở vùng này, mỗi người người ta mỗi tuần in những cái dĩa đem tặng người này tặng người kia, rồi quý vị có cơ hội quý vị xem. Quý vị lâu nay thấy Pháp Hòa trong dĩa, và hôm nay đủ duyên quý vị gặp Pháp Hòa thấy Pháp Hòa trong chùa. Phải không? Cho nên in kinh, ấn tấm, dịch kinh, viết sách đều là một những cái hình thức. Rồi bây giờ nếu như mà mình linh động như vậy thì mình làm được cái việc khuyến khích người ta, giải thích cho người ta, sách tấn cho người ta,
người ta chưa có xin mình nhắc nhở. Bây giờ chị có nhiều vị đấy, tôi không có thời giờ tụng kinh nhiều, có qua nói 10 phút có, dạ có, tụng bài sám. Rồi mình đưa cái cuốn kinh nó có nhiều cái bài sám ở trong đó. Mà thưa đại chúng, sám là gì? Sám là những cái bài, cái văn nó vần, tụng nó dễ nhớ. Và trong bài sám đó là chư tổ dựa theo lời Phật dạy, rồi viết lại bằng một cái thể văn vần cho mình đọc, mình nghe, mình dễ hiểu. Rồi cộng thêm nó đem những cái điển tích, những cái điển tích, những cái hình ảnh. Ví dụ cái câu này trong một cái bài sám gọi là Tu Lạc Cõi Phúc, có cái câu: vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng mà chi, hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo tường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Người ta đem cái hình ảnh con vượng con khỉ mà nó còn biết mến trăng trăng, thế chúng ta hơn khỉ hơn vượng thì tại sao lại xa vào chốn bụi hồng làm chi. Ta lấy cái hình ảnh vậy đó, vượng còn biết mến trăng trăng, người xa vào chốn bụi hồng và chí. Rồi ta nói xong rồi ta nói nữa, hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo, tu hành sớm tối lo tường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Rồi hình ảnh nữa nè: cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xá nhiều. Đúng không? Nổ nhiều chừng nào thì sáng pháo chừng đó. Pháo càng kêu lớn càng tan xá nhiều. Nói vậy xong chỉ vậy rồi bây giờ khuyến khích nè, sắp tấn nè: chi bằng tìm chốn tiêu diêu, tu theo cõi Phật lắm điều thị phi. Đó là khuyến khích, là sắp tấn cái gì nữa. Rồi bây giờ nói nữa nè: nhìn lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm hiểu kỳ tử sanh, để cho tâm trí khai minh, quyết tâm độ tận chúng sinh muôn loài. Ai ơi gắn chí tu hành, để sao đến được vô sanh mà nhờ. Đó là khuyến khích. Rồi bây giờ chỉ dẫn giải, nói cho ta nè, chỉ cho ta cái hình ảnh nè: người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tài. Đó là những lời khuyên. Rồi ta đem hình ảnh điểm tích, hoặc là cho nên trong một bài sám có đủ giáo lý, sách tấn, khuyến, rồi người ta đưa những cái hình ảnh cụ thể cho mình được. Cho nên đó, nếu như mình là một người Phật tử, thôi giờ khỏi là Phật tử, cứ là những người sống trong đời này, thì cái bổn phận của chúng ta là phải khuyến thiện, khuyên ác. Cái thiện người ta có mà ta chưa làm, phải khuyến cho người ta có. Cái điều người ta đã làm xấu làm dở, khuyên người ta đừng làm. Cho nên khuyên là nhắc nhở, là biểu người ta bỏ. Nhắc người ta bỏ là khuyên cái ác, khuyến cái thiện. Được không? Được như vậy gọi là hoằng pháp. Vậy thì hoằng pháp chính là nhiệm vụ của mình. Lợi sanh là cái bản hoài, là cái hoài bão của mình. Cho nên tất cả chúng ta thấy ai sống tốt, sống lành, sống thiện, chúng ta phải mừng. Tại vì mình thấy được người ta đã sống bằng cái điều tốt đó, có lợi quá mà. Cho nên mình thấy cái điều gì ai làm có lợi cho người, cho đời, mình không làm được, đừng có bài bác. Tùy hỷ với việc làm của người ta, để cho người ta tiếp tục người ta làm. Thế gian này nếu như mà ai cũng không chịu làm thiện, không chịu bỏ ác, thì làm sao có được một cuộc đời mà làm thiện như mình mong muốn được. Cho nên mình mong mỏi là một việc, mình thực hiện là cái điều quan trọng cần. Thì hôm nay Pháp Hòa gặp quý vị trong cái buổi chiều hôm nay tại chùa Hoằng Pháp, thì Pháp Hòa nhớ đến hai câu
mà người, nói chung là tất cả người đệ tử nào cũng nhớ. Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Hoằng pháp là làm cho Phật pháp rộng ra, đó là trách vụ, đó là nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Và quý vị có thể hoằng pháp bằng cách nào? Thuyết pháp cũng được, tụng kinh cũng được, in kinh ấn tấm cũng được, in dĩa cho cũng được. Thậm chí mình không biết làm nhưng mình hùn tiền mua dĩa, mình hùn tiền mua dĩa rồi mình hùn tiền in kinh cũng tốt. Cho nên tất cả những cái đó nếu mình có làm đều là hình ảnh hoằng pháp. Rồi chúng ta tạo chùa, tạo Phật, tạo những cái câu nói để mà nhắc nhở người ta sống lành, sống thiện. Ví dụ mình viết một cái câu nhắc nhở người ta. Cho nên á, quý vị thấy Đức Phật hay lắm. Đức Phật dạy mình tu tịnh tâm mình, khuyến khích người ta bằng cách những cái bài kệ. Mà những cái bài kệ đó, mà nếu mình buộc lòng được chừng 10 bài, 20 bài mình ứng dụng mình sống, là quý vị thấy tâm quý vị làm thiện cả ngày. Làm thiện cả ngày. Vẫn ngại như quý vị mở nước lên nè, quý vị dặn nước, quý vị rửa tay, có cái bài kệ rửa tay, múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Nếu mình nhắc nhở mình có được một bàn tay sạch thì hãy nhớ phải lấy bàn tay này làm lợi cho người, giúp đỡ cho người. Qua cái kệ, bài kệ rửa tay thôi là mình đã nhắc nhở mình cái thiện rồi, phải không? Rồi bây giờ mình thấy người ta là người ta nấu ăn à, mình nếu mình là người nấu ăn thì mình đọc cái bài kệ nấu ăn. Ví dụ quý vị bỏ nấm vô trong máy xay, quý vị xay có bài thơ xay ra: xay nhiễm những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Người ta vô người ta giúp mình: chị ơi, chị có gì cho em giúp không? Mình nhìn, thôi bây giờ cũng chưa có việc gì lắm, thôi tạm ra coi có ai có việc gì phụ đi, lát chị cần chị nhờ. Hoặc là nếu như mà người ta lu bu quá, mình cũng có thể nói làm sao cho người ta ra một cách nhẹ nhàng: trời ơi, đi ra ngoài hết trơn giùm tôi đi, ở trong này chật chội tôi không làm ăn gì được hết. Làm sao mình có câu đó thôi là ai dám nữa. Thì bây giờ nhớ, mỗi lần mà nhớ sắp sửa nói câu đó thì phải đọc bài thơ này: khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đó hoa xinh. Tại vì mình đã làm cái việc là giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Tức là mình nấu ăn có chánh niệm và có người giúp mình, đó là hạnh phúc. Cho nên quý vị ráng thuộc số bài kệ. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta sống lãng phí. Mà cái thời gian còn lại chúng ta nên làm là hãy học Phật, nghiên cứu Phật Pháp. Trước hết hãy thuyết Pháp cho chúng sanh trong tâm mình. Nó vừa khởi lên cơn giận, mình thuyết cho nó nghe liền. Ăn no quá mất ngon, giận quá mất khôn con ơi. Rồi bây giờ mình định xuống, mình la cái đứa con của mình. Cho thì mình nói, mình đi xuống được mấy bước rồi mình nói, mình la nó là nó xách vỏ mà nó đi ra ngoài là mình lỗ đó. Cái mình nuốt cục giận trở vô, mình đi vô phòng, mình ngồi mình thở, mình lấy kinh mình đọc, mình mở văn thuyết pháp mình nghe một lá, cái mình quên cái giận đó. Cái lúc đó mình tự khen mình quýt gừa. Cho nên thưa đại chúng, Phật dạy chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, thế giới vô tận, phiền não vô tận, nghiệp và chúng sanh cũng đều vô tận, nguyện con cũng thế sẽ là vô tận. Bởi vì phiền não mà còn thì mình phải nguyện độ nó.
Cho nên ngày nào còn chúng sanh khổ, ngày nào còn phiền não thì ngày đó mình còn tu. Thế thì không bao giờ dám tuyên bố tôi giờ hết tu. À, tôi bây giờ tôi không còn gì để giận nữa, không dám đâu. Tại vì bây giờ có thể mình là boss, mình là cái gì đó, người ta không dám chọc mình, phải không? Hoặc là mình quá trời, quá đất, không dám đụng. Nhưng mà chưa chắc. Cho nên Phật mới nói câu thứ hai: tự tánh chúng sanh hệ nguyện độ. Chúng sanh ở bên ngoài gọi là chúng sanh vô biên hệ nguyện độ. Nhưng mà có một chúng sanh mình cũng phải cần độ họ đến tận cùng, là tự tánh chúng sanh hệ nguyện độ. Thì tự tánh chúng sanh đó là ai? Đó là phiền não, giận tức, một chút giận, hai chút hờn của mình. Hỏi chị có giận không? Bắt gì giận? Bà làm gì tôi giận? Nhưng mà nói kiểu đó có giận không? Tự tánh chúng sanh hệ nguyện độ. Tự tánh phiền não hệ nguyện độ. Tự tánh pháp môn hệ nguyện học. Để tới một ngày nào đó tự tánh Phật đạo hệ nguyện thành. Thôi mình nghĩ đây. Pháp chưa? Quý vị, vì vậy là từ nay về sau chuyện này không phải chuyện của mấy thầy nữa, phải không? Mà tất cả chúng ta đã là người sống có lãnh cái điều thiện, chúng ta phải có bổn phận để quý vị. Và bây giờ có bạn chúng tóm lại nè: hoàn pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Chúng ta gọn lại bốn chữ thôi: hoàn pháp lợi sanh. Hoằng pháp là nói điều thiện, lợi sanh là khuyến khích. Cái ác mà người ta làm phải khuyên người ta đừng làm. Thiện người ta chưa sanh, khuyến cho người ta sanh. Chỉ cần được như vậy thì mình là người hoằng pháp lợi sanh. Rồi đại chúng, chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta sang mặt khác. Lờ lững trên trời cao, mây
ngàn chiếc loa còn rơi đó hay vàng tươi, ngàn chiếc loa rơi rơi bay vèo ngập cả trời. Rừng Bi Lô quanh chiều sáo lên ru hồn ngay, rừng Bi Lô quanh chiều nắng vàng ngập buồn dần. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoa. Ngàn chiếc loa còn rơi đó hay vàng tươi, ngàn chiếc loa rơi rơi bay vèo ngập cả trời. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi phủ đẹp vẫn còn hoa. Bây giờ một câu bằng cổ nha. Có những buổi chiều con thấy lá thu về, trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay gợi lại trong con bao nỗi u. Cú còn đấy mà mẹ đã đâu rồi, đời con bất hạnh không được sống gần bên mẹ mãi, để bây giờ con cảm thấy cô đơn. Nhớ thở lâu thơ con chỉ biết nô đùa, nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thâm. Khi lớn lên con được đến chùa dân hương lễ Phật, trong mùa vu lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng, thì mẹ cũng đâu còn để con được bao đáp thấm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ, mà con chưa một lần bao đáp. Mẹ ơi trời đất quạnh yêu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ. Còn để giao cho tình nữa. Thank you.
cũng xin phép theo nghe thầy kính bạch đại đức giảng sư kính thưa thầy và toàn thể chúng tôi chân mừng trưa qua thầy đã chia sẻ đến cho chúng con toàn thể kính rất là chân thành đã đi vào lòng của chúng con tương duyên bản thân con tương duyên nhiều tiền nhiều tiền thầy học được một khóa này đầu tiên khi thầy Vân Du đến Melbourne và nói riêng là đào thê một chút con đã làm cho mọi cái điều mở cái mặt hết đúng không quý vị? Không gian cho đến âm thanh ánh sáng tất cả các cái đều không có đủ như là sự mong mỏi của đại chúng nên hôm nay buổi pháp thoại của thầy rất hay nhưng mà con cũng xin thầy cho con được quý phật tử hoan hỷ vì thật sự đây là một cái sự thầy không thể làm được cái gì cái sức hút của thầy Pháp Hòa. Hút hết điện luôn quý vị. Ở ngoài đó tuy là không nghe được nhưng mà quý Phật tử và con cứ nghe trong đây vỗ tay thì bay sổ. Mà thật sự là cố gắng mở hết volume vào trong đây thì thầy cũng đã cố gắng diễn đạt nhưng mà tụi con cũng phải rất tiếc nhưng mà cũng có may là còn ghi lại được những phút phim này. Một lần nữa thì con không biết phải làm gì hơn để thầy quan hỷ. Mà nãy giờ con nghe thầy ca cũng hay, giảng cũng hay, cái gì cũng hay hết. Bây giờ con với đạo tràng sẽ có một bài nhạc cảm niệm đến thầy, mong đại chúng hát về với thầy nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Từ lâu lắm cô mong thầy và tăng ni mau về đây đường thiên lý hôm nay thầy và phật tử đức vui sướng vầy niềm ăn cũng vui ăn đầy nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thầy chiêu dẫn con tu hành và con bán cho thời kinh thầy như nắng tan thầy ước muốn thế gian này đồng cất tiếng A Di Đà làm tan biến tâm mê nam mô A Di Đà Phật. Nam mô